Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa cho biết thành phố sẽ nghiên cứu xem xét và cho phép doanh nghiệp lắp đặt máy bán hàng tự động tại các điểm công cộng để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Theo đó, các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư hệ thống máy bán hàng tự động trên địa bàn thành phố, chủ động liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương để được hướng dẫn, chủ động khảo sát địa điểm, liên hệ thỏa thuận vị trí lắp đặt với các cơ quan đơn vị. Đối với các điểm công cộng, thành phố giao Sở Quy hoạch, Kiến trúc chủ trì khảo sát mô hình, hoạt động của các doanh nghiệp lĩnh vực máy bán hàng tự động để đưa ra tiêu chí lựa chọn phù hợp, khuyến khích lắp tại nhà ga, bến xe, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại. Sở Công Thương chủ trì xây dựng quy hoạch mạng lưới lắp đặt máy bán hàng tự động, chịu trách nhiệm quản lý chất lượng hệ thống máy của các doanh nghiệp. Trước đó, nhằm nâng cao tiện ích cho người tham gia tại phố đi bộ, Hà Nội đã lắp đặt 5 máy bán hàng tự động quanh khu vực Hồ Gươm. Sau khi đi vào hoạt động, máy bán hàng tự động phát huy được những ưu điểm khiến cho nhiều người hứng thú.